này thiện hiện nếu đại bồ tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột thì nên tự mình tu sơ thiền cũng khuyên người khác tu sơ thiền thường xuyên tuyên dương pháp tu sơ thiền hoan hỉ khen ngợi người tu sơ thiền nên tự tu đệ nhị đệ tam đệ tứ thiền cũng khuyên người khác tu đệ nhị đệ tam đệ tứ thiền thường xuyên chính thức tuyên dương pháp tu đệ nhị đệ tam đệ tứ thiền hoan hỉ khen ngợi người tu đệ nhị đệ tam đệ tứ thiền này thiện hiện nếu đại bồ tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì nên tự mình tu từ vô lượng cũng khuyên người khác tu từ vô lượng thường xuyên chính thức tuyên dương pháp tu từ vô lượng hoan hỉ khen ngợi người tu từ vô lượng nên tự tu bi hỷ xả vô lượng cũng khuyên người khác tu bi hỷ xả vô lượng thường xuyên chính thức tuyên dương pháp tu bi hỷ xả vô lượng cũng hoan hỉ khen ngợi người tu bi hỷ xả vô lượng. Này thiện hiện, nếu đại bồ tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì nên tự mình tu định, không vô biên xứ, cũng khuyên người khác tu định không vô biên xứ, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp tu định không vô biên xứ, hoan hỉ khen ngợi người tu định không vô biên xứ nên tự tu định thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, cũng khuyên người khác tu định thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp tu định thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi, phi phi tưởng xứ, hoan hỉ khen ngợi người tu định thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi, phi tưởng xứ này thiện hiện nếu đại bồ tát muốn chứng tác quả vị giác ngộ cao tột thì nên tự viên mãn bố thí ba la mật đa cũng khuyên người khác viên mãn bố thí ba la mật đa thường xuyên chính thức tuyên dương pháp viên mãn bố thí ba la mật đa hoan hỷ khen ngợi người viên mãn bố thí ba la mật đa nên tự viên mãn tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa cũng khuyên người khác viên mãn tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa thường xuyên chính thức tuyên dương pháp viên mãn tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa hoan hỉ khen ngợi người viên mãn tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa